Thưa quý vị và các bạn, vào tối ngày hôm qua 24 tháng 12, dù thời tiết có se lạnh nhưng người dân trên cả nước đã đổ ra đường để đón Giáng sinh 2022, khiến cho không khí vô cùng náo nhiệt, rộn ràng. Tuy nhiên, tại nhiều khu vực, tuyến phố đã xảy ra tình trạng ùn tắc, việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn. Từ khoảng 18 giờ, khu vực quanh phố Nhà thờ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đông nghịt người dân, du khách đổ về vui chơi, chụp ảnh và dự lễ Giáng sinh tại nhà thờ lớn. Đây là địa điểm nổi tiếng quen thuộc vào mỗi dịp lễ tại Hà Nội. Khu vực tuyến phố đi bộ Hồ Gươm, nhà thờ lớn, phố Hàng Mã cũng đông đúc khi có nhiều người tập trung tại đây. Sau 2 năm bị hạn chế bởi các quy định phòng chống dịch COVID-19, thành phố Hồ Chí Minh rộn ràng đón Giáng sinh năm 2022 trong những ngày lạnh bất thường của thời tiết phương Nam và niềm vui về một năm đạt nhiều thành tựu kinh tế xã hội của giai đoạn ổn định phục hồi sau đại dịch. Tối qua, dòng người đổ về các tuyến phố trung tâm như Đồng Khởi, Lê Duẩn, Hai Bà Trưng mỗi lúc một đông, khiến cho các phương tiện kẹt cứng, di chuyển khó khăn. Những nhà thờ trên đường Phạm Văn Chiêu, Thống Nhất, Lê Đức Thọ thuộc xóm Đạo Gò Vấp được trang trí cầu kỳ, đẹp mắt đã thu hút một lượng lớn người dân tới đây.